Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình thực hành tiếng Pháp trình độ sơ cấp 3. Trong bài học hôm nay tôi giới thiệu một cái bài text, một cái bài đọc của trình độ A2. Nhưng các anh chị sau khi đọc xong sẽ thấy nó không quá khác biệt, không quá xa lạ, không có quá cái tầm mức của trình độ của chúng ta. Chúng ta biết là ngày lễ Noel sắp tới, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa. Tôi xin giới thiệu một cái bài đọc có cái đề tựa là Marché de Noël de Strasbourg. Marché là chợ, Noël một cái hội chợ, một cái chợ trong đó có cái tính chất mừng lễ Noel ở thành phố Strasbourg. Thành phố Strasbourg có một cái chợ Noel nổi tiếng không những ở nước Pháp, nổi tiếng châu Âu và cũng có thể nói là nổi tiếng của thế giới nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chợ Noel này. Và trước hết chúng ta coi về một vài ba nét về địa lý nước Pháp. Thành phố Strasbourg nằm ở vị trí nào? Strasbourg là một thành phố khá nổi tiếng, tuy không phải là một thành phố quá lớn. Vị trí địa lý của nó nằm ngay sát nước Đức. Đây là bản đồ nước Pháp. Chúng ta lấy điểm tựa là thủ đô Paris. Nếu muốn đi Strasbourg từ Paris bằng đường bộ, người ta lấy xa lộ A4, xa lộ số 4, đi thẳng về phía đông. Đi qua phía Đức và chúng ta sẽ tới thành phố Strasbourg ở ngay sát biên giới giữa Pháp và Đức, Strasbourg. Nếu chúng ta đi bằng xe lửa thì sẽ có tuyến xe lửa TGV nối từ Paris đi qua Strasbourg và đi tiếp qua bên nước Đức. Các anh chị có thể tìm đọc cái bài đọc này bằng cách đánh máy vào chữ text FLE là đủ. Và nếu cẩn thận hơn thì chúng ta coi ở trong cái trang mạng Podcast Français Facile, và chúng ta nhớ Français không có CCD. Podcast Français Facile, tiếng Pháp dễ dàng, ở trong cái chương trình Podcast, và chúng ta có cái loa nhấn vào để chúng ta có thể nghe nhiều lần. Chaque année, 2 millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Mỗi năm, tức là hàng năm, mỗi một năm, tức là hàng năm, 2 triệu người đến tham quan cái chợ truyền thống về Noel của thành phố Strasbourg. Adjectif traditionnel xuất phát từ danh từ la tradition. Une tradition là một truyền thống. Traditionnel adjectif. Ví dụ chúng ta có cái chữ y phục truyền thống, y phục cổ truyền, le costume traditionnel. Ce marché existe depuis 1970. Donc, exister là verbe intransitif, có nghĩa là tồn tại, có nghĩa là hiện hữu. Cái ngôi chợ này tồn tại, tức là có mặt, có từ năm 1570, tức là thế kỷ thứ 16, 1970, c'est-à-dire le 16e siècle. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Donc, de faire partie de, partie là một phần, faire partie de, đi với danh từ là thuộc về, là thành phần của. Chẳng hạn, chúng ta có cái ví dụ, le Vietnam fait partie de la sinosphère. Tôi xin giải thích cái chữ sinosphère. Sphère là một cái vùng, là một cái vòng, chúng ta có thể gọi là hệ sinh thái cũng được. Sino, sino là adjective của Chine. Chúng ta để ý Chine, uốn lưỡi, la Chine hoặc là Chinois, nhưng adjective thì là sino, S-I. Sinosphère là cái hệ sinh thái, cái vòng ảnh hưởng về văn hóa của nước Trung Hoa. Để chúng ta biết là Trung Quốc nó có vùng, nó có tầm ảnh hưởng tới các cái nước lân cận, trong đó chịu ảnh hưởng sâu đậm nhất là nước Việt Nam chúng ta, nước Hàn Quốc, Bắc và Nam Hàn và nước Nhật. Đó là ba nước chịu ảnh hưởng văn hóa sâu đậm nhất của cái nền văn hóa Trung Quốc. Như vậy nước Việt Nam thuộc về thành phần của cái vòng sinh thái, cái khu vực về văn hóa của Trung Quốc. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Marché de Noël là chợ Noel. Cái chợ này này, cái chợ của thành phố Strasbourg này thuộc về những cái chợ Noel cổ nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của châu Âu. Il débute le premier samedi de l'Avent et s'achève selon les années le 24 ou le 31 décembre. Donc, từ débuter, le verbe VI, tức là commencer, tức là bắt đầu. Ở chúng ta có cái chữ rất là quen ở trong việc học tiếng Pháp, chẳng hạn. Un débutant, một người mới bắt đầu học.
một người học ở trình độ sơ cấp, cũng giống như tiếng Anh là a beginner, người bắt đầu học. Débuté là bắt đầu. Như vậy cái chợ này bắt đầu vào chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng này là cái danh từ ở trong đạo Thiên Chúa. Và chấm dứt, hoàn tất, tùy theo năm, có năm là vào ngày 24 tháng 12, có năm là vào ngày 31 tháng 12. Ngày 24 tháng 12 là cái ngày đi trước ngày lễ Noel, ngày 31 tháng 12 là ngày cuối năm Tây. Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la cathédrale et très apprécié pour son animation et ses illuminations. Ở trong này chúng ta để ý các cái cách nối nhé. Chaque année, très apprécié pour son animation et ses illuminations. Chợ Noel của thành phố Strasbourg diễn ra, động từ avoir lieu là xảy ra, là diễn ra, được tổ chức, diễn ra hàng năm ở trên quảng trường của nhà thờ chính tòa Strasbourg, và được người ta rất là thích thú, hâm mộ do bởi cái sự náo nhiệt của nó và do bởi các cái ánh đèn trang trí của nó. Chúng ta coi cái động từ apprécier. Apprécier là một verb transitive direct, tức là đánh giá một cái sự vật hay một con người nào. Nghĩa thứ hai là đánh giá cao, quý mến, yêu mến. Hai cái động từ, hai cái ý nghĩa này khác nhau. Đánh giá thì có thể là cao, có thể là vừa, có thể là thấp. Nhưng mà ý nghĩa thứ hai là đánh giá cao, rất quý mến, rất trân trọng. Être apprécié pour, được hâm mộ, được thích thú do bởi một cái gì. Như vậy cái chợ Noel này được hâm mộ, được thích thú do bởi cái sự náo nhiệt của nó. Son animation et ses illuminations, danh từ illumination dành để chỉ các cái đèn trang trí đường phố hoặc là trang trí các cái công trình để cho nó đẹp, không hẳn là để mà chiếu sáng. Chiếu sáng là một cái chức năng phụ mà để làm cho nó đẹp, cho để mà trang trí các đường phố, công trình. Ces illuminations, c'est d'ailleurs en fin d'après-midi, lorsque la ville s'illumine, que le marché est le plus agréable. Tôi đã đánh đậm cái chữ xe và chữ cờ để cho chúng ta thấy đây là một cái cách nói. Chúng ta đã học xe kỳ, xe cờ ở phần cuối của trình độ A1 đó, là để nhấn mạnh những cái yếu tố nằm giữa hai cái chữ này. Chữ xe và chữ cờ, nó bao gồm những cái yếu tố nào? Những yếu tố đó được nhấn mạnh, chúng ta gọi là chính là. Nhưng một mặt khác chính là vào lúc xế chiều, cuối buổi chiều, khi thành phố lên đèn, thì chợ này là cái lúc mà cái chợ này có cái vẻ dễ chịu nhất. Thì chúng ta phải dùng chữ chính để nhấn mạnh những cái yếu tố nằm giữa xe và cờ. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi lorsque la ville s'illumine que le marché est le plus agréable. Nếu chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta ngắt câu rất là đúng. Còn nếu chúng ta không hiểu nghĩa, chúng ta ngắt một cách không có chuẩn, thì người ta không hiểu chữ cờ này là cái gì. Bởi các anh chị biết cờ nó có nhiều chức năng. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi lorsque la ville s'illumine que le marché est le plus agréable. Chính vào lúc cuối buổi chiều khi thành phố lên đèn là cái lúc mà chợ này là cái lúc dễ chịu nhất. Les visiteurs se promènent dans les allées bercées par les chants de Noël et les odeurs d'épices de cannelle. Các du khách tham quan đi dạo, đi bộ trên những lối đi, les allées bercées par les chants de Noël. Chants de Noël là những bài hát Noel. Bercées là cái danh từ cụ thể dùng để ru em bé ngủ. Mình lắc cái nôi, rung đi rung lại để cho em bé nó dễ ngủ, ru ngủ. Và chúng ta có một cái danh từ cùng gia đình là un berceau. Un berceau là cái nôi em bé. Ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa bóng. Người ta đi bộ, đi tản bộ trên những lối đi được có tiếng nhạc Noel réo rắt, du dương chẳng hạn như vậy, và được du bởi những cái mùi hương gia vị de cannelle và quế. Còn nữa, ba chấm. On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël, des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles. Người ta tìm thấy ở đó, ở
ở đó, tức là cái ngôi chợ Noel này, những cái cửa hàng bé bé. Ở trong những cửa hàng bé bé này, người ta bán những cái đồ trang trí Noel, chẳng hạn như là các cái vòng hoa, các cái trái trân châu của Noel. Tôi dịch là trái trân châu, bull là nghĩa đen, nó là một cái vòng, một cái bull là một cái nấm gì tròn tròn. Bull là Noel, có thể bằng tuyết, có thể bằng cát, có thể bằng đất. Ở đây người ta làm bằng thủy tinh để trang trí cây Noel bằng thủy tinh ăng ve và các cái ngôi sao. Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions alsaciennes. Alsace là adjectif của vùng Alsace. Các cái sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được đưa ra ở trong cái chợ này thì phải tôn trọng, tuân thủ các cái truyền thống của vùng Alsace. Chúng ta người ta không muốn đưa vào những cái sản phẩm của các vùng khác, nó làm mất cái tính chất đặc thù của cái chợ, của chợ thành phố Strasbourg này. Do đó người ta bắt phải tuân thủ các cái truyền thống của Alsace, của vùng Alsace. Artisanal là adjective, pluriel của artisanal là thủ công, artisanal là danh từ của artisanat, một người thợ thủ công là un artisan. On peut y déguster la choucroute et la tarte flambée alsacienne, le vin chaud fait au vin blanc d'Alsace, la bière d'Alsace, les fameux pains d'épices de Mireille Auster, ainsi que des gâteaux typiquement alsaciens, les bredel. Ở đây toàn là những cái từ danh từ về các cái món ăn đặc thù của vùng Alsace. Choucroute là một cái món ăn rất đặc trưng của vùng Alsace, đó là một cái món ăn làm từ bắp cải, làm cho nó lên men chua và ăn với các cái miếng thịt xúc xích, saucisson. Tarte flambée alsacienne, tarte là một cái bánh nướng của cái vùng này họ làm có cái hương vị khác, người ta gọi là tarte flambée. Le vin chaud, chúng ta thường thường nghe le vin, mình rót ở trong chai ra mình uống, nhưng mà ở đây là cái loại rượu đặc biệt, cái loại rượu người ta nấu lên, người ta cho mật ong vào, người ta cho thêm các cái hương vị, trong đó đặc biệt là có quế, có các một số các cái hương vị khác, người ta nấu cho sôi lên, sôi từ từ và người ta uống rất là nóng, bởi vì đây là mùa đông giá rét. Le vin chaud chỉ dùng trong cái trường hợp này. Và bière Alsace, les pains d'épices là cái loại bánh mì làm bằng cái bánh bột mì đen, và các cái bánh gâteau tiêu biểu của vùng Alsace. Chúng ta có chữ typical là điển hình, là tiêu biểu, typical Alsace, đó là những cái bánh brodel. Tôi sẽ đưa hình cho các anh chị coi. Đây là món choucroute đặc sản của vùng Alsace, làm bằng từ bắp cải, ăn chung với thịt xúc xích. Tarte flambée là một loại bánh nướng có được phủ các cái lớp mỡ và kem fraiche. Rượu vang nóng được đun sôi lên pha với mật ong, được dùng nóng ở trong các cái dịp lễ hội vào mùa đông. Pain d'épices là loại bánh mì làm bằng từ bột đen có các cái hương vị ở bên trong. Certaines animations destinées aux enfants sont gratuites. Animation là những cái cuộc chơi vui vẻ làm cho nó huyên náo, hoạt náo. Một số các cái trò chơi vui nhộn dành cho trẻ em thì miễn phí vào cửa. Elles sont proposées au village des enfants sur la place Saint-Thomas. Các cái trò chơi này được đưa ra, được đề xuất, được đề nghị và đưa ra ở cái ngôi làng dành cho trẻ em ở trên quảng trường Saint-Thomas. Les heures d'ouverture du marché de Strasbourg varient selon les jours. Động từ varier là một nội động từ, verb intransitive có nghĩa là thay đổi. Sau đây là một số các cái từ ngữ cùng gia đình với động từ varier. Trước hết chúng ta có tính từ variable, cái hậu tố able nói lên một cái khả năng có thể thay đổi thất thường. Ví dụ, một cái thời tiết thay đổi thất thường khi nắng, khi mưa, khi nóng, khi lạnh gọi là un temps variable, và nghĩa thứ hai là có thể đổi dạng. Un mot variable, chúng ta biết là trong ngữ pháp, tiếng Pháp có những cái từ nó thay đổi, thường thường là tất cả những từ chúng ta thấy là danh từ rồi tính từ có thể thay đổi, nhưng mà có một số các cái từ ngữ không thay đổi, ngược lại người ta gọi là invariable, không thay đổi.
để phản nghĩa với variable. Variable có thể thay đổi, and variable không thay đổi. Đặc thù là các cái trạng từ, là các cái adverb không bao giờ thay đổi, không có giống cái giống được, không có số nhiều số ít. Và variable có nghĩa ở trong toán học là một biến số, đây là một danh từ, một biến số. Chúng ta có một cái từ danh từ, một cái từ cùng gia đình rất hay nghe trong những thời gian gần đây, biến thể COVID Delta, biến thể COVID Omicron, le variant COVID Delta, le variant COVID Omicron mới xuất hiện cách đây một thời gian ngắn, tức là những cái con virus biến thể nó thay đổi. Và sau cùng chúng ta có tính từ varié. Tính từ varié có nghĩa là đa dạng, chẳng hạn như các cái màu sắc đa dạng, le couleur varié. Các cái món ăn không có thay đổi nhiều, ngày nào cũng bấy nhiêu món, le menu peut varier. Đó là một số các cái từ ngữ cùng gia đình với động từ varier. Les heures d'ouverture du marché de Strasbourg varient selon les jours. Giờ mở cửa của chợ Strasbourg thay đổi tùy theo các ngày. En semaine, il est ouvert de 10h à 20h. En semaine là vào những ngày trong tuần, từ thứ hai cho tới thứ sáu, không kể hai ngày cuối tuần, người ta gọi là en semaine. Ở trong những ngày trong tuần, chợ được mở cửa từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Le samedi, il est ouvert jusqu'à 21h. Ngày thứ bảy thì mở cho tới 21 giờ, tức là 9 giờ tối. Le 24 décembre, le marché ferme à 18h. Ngày 24 tháng 12, tức là ngày vọng lễ Noel, thì chợ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều. Si vous avez l'intention de visiter l'Alsace au mois de décembre, il faut savoir que Strasbourg n'est pas la seule ville d'Alsace qui propose un marché de Noël. Nếu các bạn có ý định, avoir l'intention de faire quelque chose, nếu các bạn có ý định đi tham quan vùng Alsace vào tháng 12, thì phải biết rằng Strasbourg không phải là thành phố duy nhất của vùng Alsace, mà cái thành phố này đề xuất tổ chức một cái chợ Noel. Thật thế, en effet, les marchés de Noël de Mulhouse, Colmar, Münster ou encore Célesta sont aussi très appréciés des visiteurs. Thật thế, các cái chợ Noel của thành phố Mulhouse, thành phố Colmar, thành phố Münster ở bên Đức ou encore Célesta cũng rất được các du khách ngưỡng mộ, ưa thích. Chúng ta vừa nghe nhắc tới một số lần địa danh Alsace. Alsace là một vùng đất, trong đó có thành phố Strasbourg mà chúng ta đang nghe nói ở trong bài này. Địa danh Alsace thường thường đi đôi với Lorraine. Alsace-Lorraine là một vùng trái độn nằm giữa nước Pháp và nước Đức, có khi nó thuộc về nước Đức, có khi nó thuộc về nước Pháp. Như vậy nhắc tới Alsace-Lorraine là nhắc tới những cái biến cố đau thương ở trong lịch sử nước Pháp. Đây là cái nơi thường xảy ra xung đột, và cuối cùng cái vùng này bây giờ thuộc về nước Pháp. Alsace và Lorraine, thành phố Strasbourg chúng ta coi ở đây, thành phố Mulhouse ở khoảng chỗ này, và thành phố Münster ở bên lãnh thổ của nước Đức. Tôi xin đọc lại toàn văn cái bài text này, và các anh chị có thể bấm vào nút nghe ở đây để có thể nghe nhiều lần theo ý của mình. Marché de Noël de Strasbourg. Chaque année, 2 millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Ce marché existe depuis 1570. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d'Europe. Il débute le premier samedi de l'Avent et s'achève selon les années le 24 ou le 31 décembre. Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la cathédrale et est très apprécié pour son animation et ses illuminations. C'est d'ailleurs en fin d'après-midi, lorsque la ville s'illumine, que le marché est le plus agréable. Les visiteurs se promènent dans les allées bercées par les chants de Noël et les odeurs d'épices de cannelle. On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël, des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles. Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions alsaciennes. On peut y déguster la choucroute et la tarte flambée alsacienne, le vin chaud fait au vin blanc d'Alsace, la bière d'Alsace, les fameux pains d'épices.
de Mireille Auster ainsi que des gâteaux typiquement alsaciens, les prunelles. Certaines animations destinées aux enfants sont gratuites. Elles sont proposées au village des enfants sur la place Saint-Thomas. Les heures d'ouverture du marché de Strasbourg varient selon les jours. En semaine, il est ouvert de 10h à 20h. Le samedi, il est ouvert jusqu'à 21h. Le 24 décembre, le marché ferme à 18h. Si vous avez l'intention de visiter l'Alsace au mois de décembre, il faut savoir que Strasbourg n'est pas la seule ville d'Alsace qui propose un marché de Noël. En effet, les marchés de Noël de Mulhouse, Colmar, Münster ou encore Célestat sont aussi très appréciés des visiteurs. Và sau đây là một số các câu hỏi. Các anh chị cũng có thể theo dõi các cái câu hỏi này bằng cách ấn vào nút loa. Và tôi ghi câu trả lời dưới này. Le marché de Noël de Strasbourg existe depuis combien de temps? Các anh chị nhìn ở trên cái bài và để tìm ra cái đáp án. Người ta hỏi là chợ Noël của thành phố Strasbourg xuất hiện hiện hữu từ bao nhiêu lâu? Depuis combien de temps? Le marché de Noël de Strasbourg existe depuis combien de temps? Và đáp án này rất rõ ở trong bài text. Il existe depuis 1970. Le marché de Noël a lieu quand? Date heure. Chợ Noël diễn ra khi nào? Xin nói về ngày giờ, xin nói luôn cả giờ cả ngày. Để chúng ta tìm các cái yếu tố này ở trong bài đọc. Il débute le premier samedi de l'avant. Nó bắt đầu vào thứ bảy thứ nhất của mùa vọng. Mùa vọng là một cái từ ngữ ở trong các cái lịch của bên đạo Thiên Chúa giáo. Et ça s'achève selon les années le 24 ou le 31 décembre. Và kết thúc tùy theo năm, có thể là ngày 24 tháng 12, có thể là ngày 31 tháng 12. En semaine, il est ouvert de 10h à 20h. Và các ngày trong tuần thì nó mở cửa từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Le samedi, il est ouvert jusqu'à 21h. Ngày thứ bảy thì nó được mở cửa cho tới 9 giờ tối. Le 24 décembre, le marché ferme à 18h. Ngày 24 tháng 12, tức là ngày đúng ngày Noel đó, thì chợ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều để cho người ta về, người ta ăn mừng lễ Noel với gia đình. Câu hỏi số 3, qu'est-ce qu'on peut manger sur le marché? Ở trên cái chợ này, các du khách, các người khách tham quan có thể ăn cái gì? Thì chúng ta thấy ghi rõ ở trong bài, on peut manger la choucroute. Người ta có thể ăn cái món choucroute, đây là món ăn tiêu biểu, điển hình của vùng Alsace. Và tôi vừa giải thích ở bên trên, là bằng bắp cải và ăn với các cái miếng thịt saucisse. Et la tarte flambée d'Alsacienne, tarte flambée là một loại bánh nướng. Le fameux pain d'épices de Mireille Auster, các cái loại bánh mà có gia vị, các bánh mì đen. Et les gâteaux typiquement alsaciens, và các cái bánh gâteau điển hình của vùng Alsace. Où est-ce qu'on peut visiter d'autres marchés de Noël en Alsace? Chúng ta đã nói Alsace là một vùng đất lớn, ở trong đó có thành phố Strasbourg. Như vậy trong vùng đất này còn có các cái thành phố khác cũng tổ chức chợ Noel, đó là thành phố Mulhouse, thành phố Colmar, thành phố Münster hoặc là thành phố Célestat. Chúng ta dựa vào các cái thông tin được cung cấp ở trong bài text và chúng ta trả lời các cái câu phát biểu sau đây. Câu thứ nhất, la fin d'après-midi est le moment le plus agréable pour se promener. Cuối buổi chiều, l'après-midi là buổi chiều, kết thúc vào lúc 5-6 giờ chiều, thì cái cuối buổi chiều tức là vào cái lúc xế chiều là cái thời khắc dễ chịu nhất để đi tản bộ. C'est vrai. Đó là cái thông tin được đưa ra trong bài text. La cathédrale de Strasbourg est appréciée pour ses animations. Thánh đường Strasbourg rất được hâm mộ, rất được ưa thích do bởi cái sự hoạt náo, náo nhiệt của nó. Đây là một thông tin phô, một thông tin sai, bởi vì cái náo nhiệt animation này diễn ra ở trên cái chợ, trên cái marché de Noël, chứ không phải ở trong cái thánh đường. La choucroute est un plat alsacien. Món choucroute là một món ăn của vùng Alsace. Đây là một thông tin đúng, c'est vrai. Như chúng ta đã nói, món choucroute được làm bằng bắp cải lên men, ăn với thịt xúc xích, là một món điển hình của vùng Alsace.
Đây là một thông tin đúng, c'est vrai. On boit seulement du vin d'Alsace sur le marché de Noël. Khi đi tham quan cái chợ Noel này thì người ta chỉ uống duy nhất cái loại rượu của vùng Alsace. Đây là một thông tin không đúng, c'est faux. Bởi vì theo như trong bài thì người ta còn có thể uống bia Alsace, la bière d'Alsace. Bài texte được mở đầu bằng câu chaque année 2 millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Hàng năm có khoảng 2 triệu người tới tham quan cái chợ Noel truyền thống của thành phố Strasbourg. Chúng ta hãy thực tập một số các cái con số hàng triệu. Và tôi lấy các cái con số của dân số của một số nước. Trước khi coi qua các con số về dân số của một số quốc gia thì chúng ta để ý một điều là các cái con số hàng triệu khi là số nhiều thì có S, nhưng các con số hàng ngàn, min thì không bao giờ có S. Đó là quy tắc. Chúng ta có quy tắc thứ hai là 80. 80 khi đứng một mình thì vai có S, nhưng 80 khi đi theo của một bằng các cái con số khác thì vai không có S. Con số 500, 500 là 500 là số nhiều không có S, bởi vì đi theo số son này có những con số khác. Nếu đứng cuối cùng thì son này có S, nhưng nếu có các cái con số đi sau thì son không có S. Dân số Việt Nam 98 million 594 mille. Tôi xin nhắc lại, million luôn luôn phải có S nếu là số nhiều. Mille thì không bao giờ có S khi nó ở số nhiều. 80 khi đứng một mình thì vai có S. 80 khi có các con số đi sau thì không có S. Con số hàng trăm, sinh son là số nhiều nhưng không có S, bởi vì sau chữ son 100 này thì có các con số khác. 80 ở đây cũng không có S. Dân số nước Nhật 125 million 800 mille. Chúng ta để ý 25 luôn luôn phải có cái gạch nối, 800 mille 800, không có S, bởi vì đi sau chữ 100 thì có một cái con số khác là con số ngàn. Dân số của Canada 38 million 10 mille. 38 luôn luôn phải có gạch nối, million số nhiều, 10 mille là 10 triệu, mille là không bao giờ có S, và cái số 10 ở đây không có đọc chữ X, 10 mille. 38 million 10 mille. Nếu đứng một mình theo cái dạng số đếm thì là có, phải đọc, phải phát âm chữ X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng mà 10 mille. Dân số của nước Đức 83 million 756 mille. 83 million 756 mille. Xin này cũng đọc như là this, khi nó đi sau có một con số thì không phát âm cái ký tự X. 80 không có S, 600 không có S. Dân số của Italia, Italy 59 million 550 mille. 59 có gạch nối, million, 500 không có S, 50 mille không có S. Dân số của Indonesia 273 million 500 mille. 200 không có S, 73 phải có gạch nối, million, 500 không có S, mille không có S. Dân số của Ấn Độ là con số hàng tỷ, Amelia 393 không có S, bởi vì đi sau còn các con số khác. 409 mille không có S, mille không có S. Dân số của nước Pháp 67 million 367 million. 390 mille 300 không có S, 80 không có S, 10 mille không có S. Dân số của Hàn Quốc 51 million 51 million. Khi đơn vị là một thì chúng ta có chữ E, ngoài ra thì không có chữ E và có gạch nối.
51 million 680 000 680 000 dân số của Thái Lan 69 million 69 million giữa 69 và 9 có gạch nối 800 000 800 000 dân số của nước Trung Quốc là con số hàng tỷ Amelia 1 tỷ 402 million 402 million 2 million dân số của nước Mỹ 332 million 332 million 915 000 915 000 dân số của nước Philippines 109 million 600 000 600 000 và 66 không phát âm chữ X. Dân số của Singapore, của Đài Loan, của Cuba, đây là các quốc đảo, do đó chúng ta thấy không có mạo từ Singapore, Taiwan, Cuba. Dân số của Singapore 5 million 686 000 chúng ta thấy 600 000 80 000 1 000 dân số của Đài Loan 23 million 23 million có cái gạch nối 570 000 570 000 có cái gạch nối và this này không phát âm chữ X. Dân số của Cuba 11 million 330 000 330 000 100 000 S 1 000 S. Vậy tôi xin tóm tắt lại các quy tắc đã được phát biểu. Trước hết million nếu ở số nhiều thì có S, 1000 là một từ không bao giờ có S, và các cái từ có cái đơn vị hàng chục thì phải có gạch nối, duy nhất là khi đơn vị thêm là một thì có chữ E. 80 và son khi đi sau có các cái con số khác thì không có số nhiều, xanh son đi sau còn các con số khác thì không có số S. 80 đi sau còn các con số khác thì không có S. Xin chào tất cả các anh chị.